đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian quá thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ hai, ngày 4 tháng 9 năm 2023 thưa quý vị và các bạn trong chương trình thời sự hôm nay sau phần tin có bài giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trước hết kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin Năm học vừa qua, tỉnh An Giang tổ chức thành công các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thi tốt nghiệp trung học phổ thông đảm bảo an toàn nghiêm túc, đúng quy chế. Đặc biệt, tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 với tỷ lệ tốt nghiệp chung của toàn tỉnh đạt 99,15%, điểm trung bình đứng thứ 9 cả nước và đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm học 2023-2024 thực hiện với chủ đề đoàn kết kỷ cương đổi mới sáng tạo phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo tại hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước đề nghị ngành giáo dục và đào tạo các cấp ủy đảng chính quyền địa phương trong toàn tỉnh tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của trung ương của chính phủ của bộ giáo dục đào tạo và của tỉnh về thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 trong toàn ngành giáo dục chuẩn bị thật tốt các điều kiện để vừa triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm học mới vừa bảo đảm an toàn về công tác phòng chống dịch bệnh tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất đội ngũ công tác tuyển sinh và các điều kiện phục vụ cho năm học mới tổ chức tụ trường và khai giảng năm học mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương đảm bảo tuyệt đối an toàn Tập trung đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học tiên tiến, hiện đại thông qua việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh, lấy học sinh làm trung tâm, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý, năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nhiệm vụ giáo dục đào tạo trong giai đoạn hiện nay tăng cường chuyển đổi số, tạo sự lan tỏa và ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành giáo dục, đặc biệt triển khai thực hiện có hiệu quả đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025. Định hướng đến năm 2030, đồng thời các đơn vị địa phương tổ chức chú đáo buổi lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công thành phố Châu Đốc năm 2023. Mục tiêu chung của kế hoạch là xây dựng nền hành chính trong sạch, hiện đại, được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cùng đội ngũ cán bộ công chức viên chức đủ phẩm chất đạo đức, năng lực thực hiện tốt công tác dân dân chính quyền, dân chủ ở cơ sở trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính các cấp để nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công thành phố. Mục tiêu cụ thể tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cải thiện thông qua 8 chỉ số lĩnh vực nội dung của chỉ số BAPI. Trong đó, đặc biệt quan tâm cải thiện các chỉ số có điểm số thuộc nhóm các tỉnh thành đạt điểm thấp nhất và điểm trung bình thấp: quản trị điện tử, trách nhiệm giải trình với người dân, tham gia của người dân ở cấp cơ sở và công khai trong việc ra quyết định ở địa phương. Đồng thời, phát huy các nội dung có điểm số thuộc nhóm các tỉnh thành đạt điểm cao, cung ứng dịch vụ công, kiểm soát tham nhũng ở khu vực công và quản trị môi trường. Thông qua đó, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ công chức viên chức các cấp ngành và địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của thành phố từng bước cải thiện chất lượng quản trị và hành chính công từ thành phố đến xã phường nhằm đáp ứng sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước các cấp trong công tác chỉ đạo điều hành, quản lý cán bộ công chức viên chức, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố, góp phần nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh An Giang trong năm 2023. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc, tính đến tháng 8 năm 2023, toàn thành phố Châu Đốc ghi nhận được 124 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó địa phương có số ca ghi nhận mắc nhiều nhất là phường Châu Phú B 36 ca, Vĩnh Mỹ 35 ca, phường Châu Phú A 23 ca, phường Núi Sa 11 ca, xã Vĩnh Tế 12 ca, phường Vĩnh Quân 6 ca và xã Vĩnh Châu 1 ca, phát hiện và xử lý 72 ổ dịch sốt xuất huyết. Bệnh sốt xuất huyết xảy ra quanh năm, nhưng mùa mưa là điều kiện thuận lợi để mũi lăng quăng phát triển tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch nếu người dân không dọn sạch các vật dụng động nước đẩy kính lưu chứa nước vệ sinh môi trường thường xuyên ngoài sự giàu cuộc quyết liệt của các ban ngành địa phương rất cần ý thức của mỗi gia đình trong việc loại trừ các ổ sinh sản của mũi áp dụng các biện pháp phòng chống mũi đốt đến ngay cơ sở y tế khi có các dấu hiệu của bệnh để được tư vấn điều trị kịp thời quyết tâm kiểm soát dịch bệnh, thành phố Châu Đốc tăng cường các biện pháp phòng dịch. Đặc biệt là công tác truyền thông, nâng cao ý thức hộ gia đình, thực hiện các biện pháp diệt mũi, diệt lăng quăng, giữ vệ sinh môi trường xung quanh để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 27 tháng 8 năm 2023, toàn thành phố ghi nhận 88 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tập trung đều ở các phường xã trong đó, địa phương có số ca mắc tay chân miệng cao nhất, phường Châu Phú B 40 ca, Châu Phú A 18 ca, phường Núi Sam 12 ca, Vĩnh Mỹ và Vĩnh Quân 6 ca, xã Vĩnh Châu 5 ca và xã Vĩnh Tế 1 ca, xử lý 12 ổ dịch tay chân miệng. Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, hạn chế thấp nhất số trường hợp mắc và tự vong, không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài, thành phố Châu Đốc đã và đang tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, trong đó chú trọng công tác truyền thông tại cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân sau khi số ca mắc tay chân miệng liên tục tăng trung tâm y tế thành phố phối hợp với các địa phương khẩn trương điều tra dịch tễ giám sát chặt chẽ ca bệnh nhằm phát hiện ổ dịch tổ chức tiêu độc khử trùng dùng có dịch tập quấn hướng dẫn công tác phòng chống dịch đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng bệnh cho người dân trên địa bàn tăng cường truyền thông cộng đồng về cách nhận biết bệnh lây truyền cách phòng bệnh tay chân miệng tại các trường mẫu giáo Song song đó, ngành y tế thành phố đang tập trung thực hiện công tác truyền thông phòng chống bệnh tay chân miệng qua hình thức truyền thông lưu động tại các trục đường chính, các khu dân cư, trường học, các địa phương. Ngoài ra, công tác truyền thông còn được thực hiện thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh từ thành phố đến cơ sở, kết hợp treo khẩu hiệu băng rôn, tư vấn sức khỏe trong các hoạt động khám, điều trị bệnh và các buổi tiêm chủng phòng bệnh cho trẻ tại cơ sở, thăm hộ gia đình. Trước nguy cơ dịch bệnh tay chân miệng tiếp tục gia tăng, người dân cần chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại gia đình, phối hợp chặt chẽ với nhà trường và cơ sở y tế để kiểm soát, không để dịch bệnh tay chân miệng bùng phát. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giáo dục toàn diện học sinh bên cạnh việc đổi mới chương trình sách giáo khoa, đổi mới phương pháp giáo dục để nâng cao chất lượng dạy và học, Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động phù hợp đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, hình thành kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh. Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Quốc Khanh, đơn vị ban hành nhiều văn bản hướng dẫn tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chính trị, đạo đức lối sống, khơi dậy khát giọng cống hiến cho thanh thiếu niên nhi đồng chỉ đạo các trường tổ chức hoạt động truyền thông với nhiều hình thức phù hợp hội thi hội diễn diễn đàn sinh hoạt nhóm các trường chọn lọc sử dụng tài liệu giáo dục kỹ năng sống đã được bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt thực hiện chủ trương dạy chữ đi đôi với dạy người tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục và trải nghiệm Ngoài ra, ký kết chương trình phối hợp với công an địa phương kịp thời thông tin xử lý vụ việc liên quan đến trẻ em, có biện pháp phù hợp bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của trẻ, xây dựng kết quả thực hiện văn hóa ứng xử học đường, phối hợp xây dựng trường học an toàn thân thiện lành mạnh, xử lý nghiêm bạo lực học đường. Sở giáo dục và đào tạo phối hợp chặt chẽ với Sở ban ngành đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến trẻ em, tầm quan trọng của việc bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội triển khai mô hình công tác xã hội học đường ở 13 điểm trường. Nhiều trường triển khai thực hiện tốt như trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Lộc, huyện An Phú, Trung học phổ thông Lương Giang Cù, huyện Chợ Mới, Trung học phổ thông Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu. Trong tuyên truyền giáo dục bình đẳng giới, tại 12 trường trung học cơ sở, trường trung học cơ sở Bình Thạnh, huyện Châu Thành, trung học cơ sở Phạm Hùng, thành phố Châu Đốc, trung học cơ sở Ngô Gia Tự, thành phố Long Xuyên được đánh giá cao. Các trường tiểu học tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích đuối nước, 15 trường năm 2022, 17 trường năm 2023, tập quấn kiến thức kỹ năng chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh, 20 trường, tập quấn kỹ năng tổ chức hoạt động truyền thông về bình đẳng giới, phòng chống tai nạn thương tích, 12 trường trung học cơ sở, 15 trường tiểu học. Cùng với đó, ngành giáo dục và đào tạo tổ chức nhiều hoạt động, từng bước hình thành kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh. 100% đơn vị trường học trang bị cho học sinh kỹ năng sử dụng an toàn mạng xã hội, sử dụng Internet học tập hiệu quả, sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia. Sở giáo dục và đào tạo chủ động đăng ký Bộ giáo dục và đào tạo tham gia tập quấn trực tuyến về công tác xã hội trong trường học và tập quấn tư vấn tâm lý có 331 trường tiểu học, 155 trường trung học cơ sở, 51 trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh tham gia tập quấn, 552 người tham gia tập quấn tư vấn tâm lý. Các trường tổ chức thành công mô hình sinh hoạt ngoại khóa, ngày hội tuổi chúng mình, mô hình trở thành sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp học sinh nâng cao kiến thức, kỹ năng trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao kỹ năng thực hành xã hội, hành vi ứng xử văn hóa, góp phần phòng chống xâm hại bạo lực học đường, một giáo viên chia sẻ ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục ký kết văn bản phối hợp với chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh tổ chức truyền thông về dân số và phát triển trong trường học cung cấp cho học sinh kiến thức về giáo dục giới tính chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên giúp các em nâng cao nhận thức về bình đẳng giới giới tính trong năm học, nhiều trường tổ chức gặp gỡ đối thoại với học sinh, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của các em, giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra, nhất là vụ việc phức tạp liên quan đến tư tưởng thanh thiếu niên, góp phần ngăn chặn hiệu quả tình huống không mong muốn. Nhiều trường tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, liên hoan nhóm, tuyên truyền ca khúc cách mạng, hội thi thanh lịch học đường, tư vấn nghề nghiệp, tư vấn sức khỏe tệ nạn xã hội ngày càng phức tạp luôn rình rập môi trường học đường kẻ xấu sẵn sàng tìm mọi cách để lôi kéo học sinh tham gia việc tăng cường hoạt động giáo dục kỹ năng sống giá trị sống cho học sinh là rất hữu ích qua các sân chơi lành mạnh bổ ích giúp các em hiểu thêm về nguy cơ dẫn đến tệ nạn xã hội để tránh xa quý vị và các bạn thân mến, những năm qua, Hội Phụ Nữ xã Dĩnh Tế đã triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị 05 CT trên tây đất của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hoạt động thiết thực thu hút đông đảo hội viên tham gia. Để việc học tập và làm theo lời bác đạt hiệu quả thiết thực và đi vào chiều sâu, các chi hội phụ nữ trong toàn xã đã đẩy mạnh việc tuyên truyền đến cán bộ hội viên phụ nữ về các nội dung của chỉ thị số 05 CT trên Tây Đức thông qua lòng ghép trong các buổi nói chuyện chuyên đề sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt chi bộ, tổ chức cho cán bộ hội viên học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương của bác về rèn luyện phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang, đồng thời chú trọng phát hiện biểu dương kịp thời những điển hình tập thể cá nhân tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức của bác dưới nhiều hình thức qua công tác tuyên truyền cán bộ hội viên phụ nữ đã nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng đạo đức và phong cách hồ chí minh tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ hội viên trong học tập lao động và công tác nổi bật trong việc làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của phụ nữ xã Dĩnh Tế là phong trào thực hành tiết kiệm trong cuộc sống hàng ngày, trong lao động sản xuất để giúp đỡ trẻ em nghèo và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn mở rộng sản xuất phát triển kinh tế gia đình. Năm 2023, hội thành lập 4 tổ ống heo tiết kiệm, 1 tổ phụ nữ xây dựng gia đình, năm có 3 sạch năm tổ phụ nữ tương trợ mua bảo hiểm y tế góp phần nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của xã dịch Tế đạt 96,87%. Hàng năm, hội đều tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ hộ và xây dựng kế hoạch giúp đỡ qua rà soát, toàn xã có 2 hộ nghèo, 33 hộ cận nghèo. Các chi hội đã xây dựng kế hoạch giúp đỡ và có những biện pháp hỗ trợ kịp thời giúp các hộ nghèo như tạo điều kiện dây vốn, giới thiệu việc làm, tập quấn, khoa học kỹ thuật, giúp các hộ phát triển kinh tế, gia đình, tăng thu nhập. Trong đó, nhiều hộ do phụ nữ làm chủ đã dưng lên thoát nghèo cùng với phong trào tiết kiệm, hội phụ nữ xã còn đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giúp phụ nữ nghèo thoát nghèo bền vững. Hội đã tổ chức vận động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường dẫn động hội viên phụ nữ tích cực đưa cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình kinh tế tập thể, phát huy ngành nghề truyền thống ở địa phương, hỗ trợ giống nhàn rỗi, chia sẻ kinh nghiệm cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo vận động hội viên làm tốt công tác tương trợ, giúp nhau bằng hình thức hùng vốn không lãi để phát triển kinh tế gia đình. Từ đầu năm đến nay, hội kết hợp ngân hàng chính sách xã hội giải ngân cho 23 hộ dây làm kinh tế gia đình với tổng số tiền 515 triệu đồng. Các hộ dây vốn sử dụng vốn đúng mục đích, hội đã tuyên truyền vận động hộ dây tham gia gửi tiết kiệm tại các tổ hàng tháng đi đòi với việc hỗ trợ dây giống, vận động phụ nữ giúp nhau giảm nghèo, hội còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể của xã tổ chức các lớp tập quấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, phát triển ngành nghề, thu hút đông đảo hội viên tham gia nhằm giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nhàn rỗi, ổn định kinh tế gia đình từ mô hình mai công nghiệp. Hội duy trì tốt hoạt động tổ phụ nữ cùng ngành nghề mai tại ấp Vĩnh Khánh 2, cho thu nhập bình quân từ 3 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Các hoạt động của hội giúp hội viên phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, có thu nhập ổn định cuộc sống gia đình và góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, tạo việc làm cho lao động ở nông thôn. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh còn khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo của hội viên phụ nữ để cùng nhau xây dựng quê hương, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc triển khai thực hiện phong trào xây dựng gia đình năm không ba sạch đến 1.180 hội viên đăng ký. Hội thường xuyên tuyên truyền vận động hội viên và cộng đồng hạn chế sử dụng túi ni lông, chủ động phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình. Ngoài ra, các hội viên phụ nữ trong xã còn tích cực trồng các tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu để góp phần làm đẹp cho làng quê và hạn chế tình trạng dứt rác thải bừa bãi và cỏ dại mọc công tác xã hội từ thiện của hội cũng được chú trọng triển khai tiêu biểu là chương trình triệu phần quà sang sẻ yêu thương trao tiền đỡ đầu cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái góp phần chung tay cùng cộng đồng xã hội chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên phụ nữ trẻ em mồ côi trẻ em nghèo đặc biệt khó khăn nỗ lực dương lên trong cuộc sống Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Hội phụ nữ xã Dĩnh Tế trong thời gian qua luôn sôi nổi, khơi dậy tình đoàn kết trong toàn thể hội viên, từ đó góp phần xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. thưa quý vị và các bạn, Tết Trung thu đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh kẹo, đặc biệt là bánh Trung thu tăng cao. Bên cạnh các cơ sở sản xuất kinh doanh uy tín, trên thị trường còn xuất hiện một số loại bánh kẹo nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vì vậy, việc bảo đảm an toàn thực phẩm đóng vai trò quan trọng để mọi người dân được đón Tết Trung thu trong niềm vui trọn vẹn cẩn trọng khi lựa chọn sử dụng từ lâu bánh trung thu trở thành nét đặc trưng trong gian quá ẩm thực của người việt nam đây là món ăn không thể thiếu trong mâm cổ mỗi mùa trung thu và thường được dùng làm quà biếu với thị trường bánh trung thu đa dạng như hiện nay vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm luôn được người tiêu dùng quan tâm còn một tháng nữa mới đến tết trung thu nhưng từ chợ truyền thống đến chợ online bánh trung thu đang được bán với đa dạng chủng loại và giá cả những chiếc bánh trung thu được đóng hợp và xếp hàng dài trên các quầy hàng chờ khách đến mua tuy nhiên việc trưng bày sản phẩm trong thời tiết nắng mưa thất thường khiến nhiều người tiêu dùng lo lắng về chất lượng sản phẩm trên một số trang thương mại điện tử bánh trung thu cũng được bán khá sôi so nổi các trang đang trao bán bánh trung thu với nhiều mức giá tùy theo loại bánh trọng lượng đa số những sản phẩm này là bánh handmade làm thủ công tuy nhiên chất lượng và độ an toàn của các loại bánh handmade vẫn là vấn đề người tiêu dùng cần quan tâm bởi một số nguyên liệu đầu vào chưa thể khẳng định rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ. Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh An Giang khuyến cáo, người tiêu dùng nên chọn mua bánh trung thu tại những cửa hàng uy tín có trang thiết bị che đậy cẩn thận sản phẩm có nhãn mát đầy đủ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng còn thời hạn sử dụng người tiêu dùng phải sử dụng cảm quan để đánh giá bảo đảm sản phẩm không bị biến dạng bao bì không rách nát không có màu sắc khác thường không bị thiêu móc và có mùi khác lạ tuyệt đối không mua những sản phẩm trôi nổi hàng lậu bên cạnh đó người tiêu dùng cần bảo quản sử dụng theo hướng dẫn ghi trên bao bì của sản phẩm và lưu ý một số khuyến cáo của nhà sản xuất nhằm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng các đơn vị chức năng phối hợp sở công thương sở nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai hoạt động thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu bánh kẹo nước giải khát thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề cơ sở nhỏ lẻ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố qua đó kịp thời truy sức thu hồi các sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng nếu có dấu hiệu hình sự, đề nghị chuyển cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật. Chủ động phối hợp các cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin, giáo dục và truyền thông về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu, thực hiện nghiêm chỉ thị số 17 trên CTTTG ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới, chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn chuẩn bị phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư, quá chất để sẵn sàng cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, điều tra vụ ngộ độc thực phẩm, xác định nguyên nhân gây ngộ độc, thực hiện các biện pháp phòng ngừa nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm. Hiện các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh, quỹ ban nhân dân các địa phương khẩn trương triển khai các hoạt động nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu. Nhằm bảo vệ quyền lợi sức khỏe người tiêu dùng, đoàn kiểm tra chuyên ngành tỉnh đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra những cơ sở sản xuất kinh doanh được phân công, phân cấp quản lý, phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Qua đó, kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm, đồng thời lòng ghép tuyên truyền để các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện đúng các quy định của nhà nước về bảo đảm an toàn thực phẩm, không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục, không đúng đối tượng, liều lượng trong quá trình sản xuất chế biến thực phẩm. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành chức năng tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thị thành tăng cường các hoạt động kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Bên cạnh bánh trung thu, nước giải khát, trái cây cũng là thứ không thể thiếu trong mâm cổ đêm trầm. Để bảo đảm an toàn thực phẩm, Ngoài ý thức của người dân trong việc lựa chọn thực phẩm, vì sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm góp phần quan trọng cho mọi người dân được đón Tết Trung thu an toàn, ý nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây các sự cố cháy nổ diễn ra hết sức phức tạp nhất là các khu dân cư chợ cơ sở sản xuất kinh doanh quán karaoke một số vụ làm chết nhiều người gây thiệt hại nặng nề về vật chất và tinh thần cho người dân ảnh hưởng tiêu cực đến an toàn an sinh xã hội Quỹ ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch số 37 trên KHUBND -NG ngày 21 tháng 2 năm 2023 về thực hiện chỉ thị số 01 CTTTG ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới. Trong đó, việc tuyên truyền và vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu một bình chữa cháy, một bộ dụng cụ phá dở thô sơ là cần thiết để sẵn sàng chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại chỗ khi có sự cố cháy nổ xảy ra nhằm kịp thời khống chế ngọn lửa sẽ không cháy lan, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của gia đình hàng xóm. Thành phố Châu Đốc phát động phong trào nhà tôi có bình chữa cháy, không chỉ nâng cao nhận thức của người dân về các quy định của pháp luật mà còn kịp thời xử lý hiệu quả các vụ cháy ngay từ phát sinh, không để cháy lan cháy lớn. Để phong trào này phát huy hiệu quả tối đa và góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, các cơ quan, tổ chức đơn vị và cá nhân phải tích cực đề phòng không để cháy nổ xảy ra đặc biệt đối với nhà để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy như sau. Đối với hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh cần trang bị ít nhất một bình chữa, một bộ dụng cụ phá dở, thô sơ gồm kìm, búa, sẻn, cuốc để chủ động xử lý nhanh các đám cháy mới phát sinh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Để chủ động nắm bắt thông tin, thông báo nhanh các vụ cháy nổ, tai nạn, sự cố đến lực lượng chức năng, giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra, nâng cao kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và người dân. Công an thành phố kính đề nghị cán bộ và nhân dân trên địa bàn thành phố cài đặt sử dụng ứng dụng app báo cháy 114 và quan tâm theo dõi tài khoản Zalo cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm hỗ trợ các cơ quan tổ chức hộ sản xuất kinh doanh và người dân tra cứu các văn bản hướng dẫn pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và thoát nạn giúp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công tác chữa cháy cứu nạn của lực lượng chức năng góp phần giảm số vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy nổ gây ra Thường xuyên kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại nơi làm việc, nơi sản xuất kinh doanh, nơi để các loại hàng hóa và đồ dùng dễ cháy phải cách xa nơi đun nấu và các nguồn nhiệt khác. Không sử dụng nhiều thiết bị điện có công suất lớn vào cùng một ổ cắm, không câu móc điện tùy tiện, không để hàng hóa vật dụng dễ cháy gần các thiết bị điện sinh nhiệt. Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, thay thế thiết bị điện và mạng điện hư hỏng khi sử dụng thiết bị sinh nhiệt như bàn là bếp điện phải có người trông coi, ngắt nguồn và các thiết bị điện khi không sử dụng. Khi cải tạo, lắp mới hệ thống điện phải lựa chọn dây dẫn có tiết diện phù hợp với khả năng chịu tải của thiết bị tiêu thụ điện, phải có thiết bị tự ngắt khi chập mạch quá tải. Thường xuyên kiểm tra hệ thống bếp ga, dây dẫn ga, thay mới các ống dẫn ga đã bị rạn nứt, hư hỏng, lựa chọn bếp bình ga và phụ kiện chính hãng, uy tín đặt bếp nơi thông thoáng xa vật liệu dễ cháy khi đun nấu phải có người trông coi khóa van bình ga trước khi tắt bếp thường xuyên kiểm tra độ kính ống dẫn ga và khớp giới nối bình bếp ga lắp đặt thiết bị cảnh báo rò rỉ khí ga không sử dụng bình ga mini nạp lại không sang nạp ga trái phép khi phát hiện rò rỉ ga cảnh báo cho người xung quanh biết cách ly nguồn lửa nguồn nhiệt tuyệt đối không được bật lửa bật tắt thiết bị điện khóa van nguồn cấp ga mở các cửa để thông gió thông báo cho nhà cung cấp biết xử lý để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với cá nhân hộ gia đình không sắp xếp hàng quá vật dụng dễ cháy gần nguồn lửa nguồn nhiệt cẩn trọng khi đun nấu thắp hương đốt vàng mã sạc các thiết bị điện, điện tử, ngắt các thiết bị điện khi không sử dụng, không tàn trữ, chất cháy nổ, không làm cản trở lối thoát nạn và có lối thoát nạn dự phòng, lắp đặt thiết bị báo cháy, trang bị phương tiện chữa cháy, thoát nạn như bình chữa cháy, búa, xà beng, thang dây, dây hạ chậm, mặt nạ phòng độc khi có cháy nổ, sự cố, tai nạn, gọi 114 không tàn trữ các chất nguy hiểm dễ cháy như xăng dầu ga trong hộ gia đình bảo quản sắp xếp đồ dùng ngăn nắp đúng quy định không lấn chiếm lối thoát nạn tiếp tục thực hiện có hiệu quả luật phòng cháy và chữa cháy, mỗi người dân hãy tích cực tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy, thường xuyên tự kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, phát hiện và khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở để hạn chế thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà và toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Xin kính chào tạm biệt.